Lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao la thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi ta tin anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát câu ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Chung lời hát với tôi, từng ngày qua là thứ mắt ngơ. Nụ cười hay rạng rỡ dưới nắng mai, một đời bao đẹp tươi. Hãy yêu người, hãy yêu người, hãy yêu người. Người em, chưa mai hôn trên môi em, bốn hoa tươi đang nở ngoài thềm. Em ở đây dịu dàng nên ngất ngây. Người anh, cho tôi yêu anh thêm từng ngày. Yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Xin như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Sẽ đem một tình câu dễ dời, yêu em không nói nên lời. Bà soạn đồ hết cho tôi chưa? Rồi. Mà nè, ai đề xuất trong cái vụ này vậy anh? Ông Tư chứ ai. Ông Tư hả? Ừ. Bộ anh không có ý kiến gì trong cái vụ này hết hả? Không, tôi không ý kiến gì hết. Tôi sao không được? Chung là em khoái với bà. Nói gì đó? Dạ không, em đâu có nói gì đâu. Sao giờ này hay hỏi vụ thi qua khôi quá vậy? Tại vì quen miệng nên mới hỏi gì thôi mà, đâu có gì đâu. Thuận miệng thiệt không? Hay là còn ý đồ gì nữa? Bởi vậy em nói không có giấu gì được anh hết à. Cho em đi chung với anh hen. Đi làm chứ phải đi chơi đâu mà đi chung. Không cho đi thôi, tự nhiên mình bộ không đi được hả? Bà này vô duyên. Bây giờ bà đi đúng không? Tôi ở nhà. Anh hai. Ủa gì vậy? Gì vậy? Để em xếp đồ cho mày. Thôi để em xếp cho. Nè. Sao vậy nè? Để xếp đồ cho mày. Đi xa chuẩn bị gì hết á. Đồ đạc xếp gọn vô đó đem thêm nhiều nữa chứ để tùm lum tà la. Rắc rối nữa đó. Nè, xếp gọn gàng nè. Đó. Anh lo cho mày lắm luôn á. Cái tính mày từ nhỏ giờ anh biết mà. Giờ để mày đi ra ngoài mình nó có chuyện gì chắc tao chết luôn á. Thôi mày, tao đi chung với mày. Thôi anh hai ơi, chỗ đó con gái không à, anh đi theo làm gì? Con gái tao mới lo á. Gặp mày có nhan có sắc có tài năng nữa tụi nó cạnh tranh mày, tụi nó nghĩ ra đủ thứ trò. Anh không, không được, anh sợ lắm luôn á. Nè, mày phải để cho anh đi theo. Có gì anh còn lo cho mày nữa. Anh có một đứa em mà nè. Nè nè. Anh hai, bữa nay anh có bị gì không mà sao lần đầu tiên mà em thấy anh lo lắng cho em luôn á anh hai. Mày điên hả nè? Anh mày điên hả? Anh lúc nào cũng lo cho mày, mà tại cái mặt anh nó có vấn đề. Anh khó kiểm soát được cái cảm xúc trên cái cơ mặt anh, hiểu không? Chứ anh mà lúc nào mà không lo cho mày nè. Khuôn mặt này là anh đang lo lắng cho em hả anh hai? Tôi đang lo lắng rồi. Chứ em tôi. Ồ vậy còn lúc anh thương em, anh thương em sao? Nè anh thương em, nè nè tôi cảm nhận vào nè, nè thương. Anh thương em nè. Ồ vậy đó. Cảm xúc của anh nhớ em sao? Nè 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 em đi đâu vậy nè, anh nhớ em nè. Mặt này luôn ha anh. Ờ, Đà vụn vỡ nè. Chị tình cảm tao vụn vỡ nè. Ông tai nát nè. Đà vụn vỡ không còn gì. Cô đơn nè. Cô đơn nè. Nè nè. Cô đơn. Đau khổ. Đau khổ. Đau khổ. Ồ cũng vậy luôn hả anh hai? Nó bị cái tật. Mày hiểu không nè? Mày em gai đi hả? Làm sao? Đi. Thì đi về. Đi về luôn á. Về phòng anh luôn á. Ủa vậy là không.
Kén quá, nhạt ngà quá. Tự soạn anh đi mà. Ủa, gì kỳ vậy? Anh hai. Carol này, quyết giữ chồng. Canh ngày canh đêm, chớ mà hở hơn. Nếu không á, hắn sẽ đi qua đường về. Ờ, điểm danh, tất cả các em điểm danh. Ồ, anh Na của tôi đâu rồi? Anh Na đâu? Ồ, anh Na, em ổn chưa? Rồi, các em, lên đi. Xe chở hành lý của các em đã được đi trước rồi. Các em đừng lo gì hết, cứ tập trung vô việc thi cử thôi nha. Nhanh lên, ổn định chỗ ngồi, nhanh lên các em. Ôi trời ơi, Trời ơi. Nè, các em, tụi anh là ban tổ chức, cho nên là tụi anh có xe riêng, không nên đi chung với thí sinh. Hẹn gặp lại tụi em nha. Đi đi bác Tài ơi, đi đi. Bye bye, hẹn gặp lại. Dễ thương. Thôi, mình đi đi anh, xe mình đang đợi. Tôi nói bà nha, từ nay về sau muốn nói chuyện với tôi ra thì đứng nói chuyện. Không có cái kiểu mà kêu kêu tôi rồi tôi chạy vô tôi nói là không có đâu nha. Ồ, bữa nay gan ghê ta. À, ông nói gì ông nhớ nha. Nhớ. Ờ, ngon. Ngon. Ngon mà ăn không được đâu nha. Sứa rồi. Chiêu này xài được ha. Ôi, thiệt là trùng hợp, trong quán gian đi Vũng Tàu với. Trời. Tao hạ luôn nha. Tao kiếm vô tình, tao hạ luôn nha. Ôi,
liền nhờ anh Tư đi. Hôm nay anh Tư dắt tụi em ra biển là để tụi em được qua mình với môi trường thiên nhiên. Dạ. Mốt tụi em phải biết bảo vệ môi trường thiên nhiên nghe không? Dạ. Nhiều lên, nhiều lên, nhiều lên. Ủa, tụi em bắt anh Tư nằm đây rồi tụi em làm gì vậy? À, xây lâu đài cho anh á. À, sao xây lâu đài cá? À, lâu đài cá. À, sáng tạo, sáng tạo. Tụi em chơi vậy chứ mình đi vui chơi ngoài bãi biển cũng không được quên nhiệm vụ nghe không? Dạ. Về nhà phải lo rèn luyện thân thể nè, phải lo tập luyện những cái kiến thức cơ bản của mình, những cái sở trường của mình cái gì á mình phải bung ra hết để kỳ thi này đạt điểm cao nghe không? Dạ. Lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ đi bao la thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi ta tin anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát câu ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau.